Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món thịt xiên nướng mọi người, với chả cá mọi người, đập sớm, với cái sổ chiên giấm đường mọi người, chân miệng có sẽ chín mọi người. Đây mọi người, thịt xiên nướng mọi người, thịt xiên que mọi người, thịt xiên nướng. Món này chả cá mọi người, chả cá vô dăm tương ớt mọi người, tương đen tương đỏ mọi người. Đây là cái sổ mọi người, cái sổ chiên giấm đường mọi người. Lạp xưởng mọi người, lạp xưởng nướng mọi người. Cơm mọi người. Xay chín mọi người. Đi trà đá mọi người, trà xanh tét mọi người. Chén không mọi người, chén không đựng xương. Muỗng mọi người. Đổ mọi người. Mở hộp chơi cho nó mát mát mọi người. Mời mọi người ăn cơm. Cảm ơn mọi người. Đói mọi người, đói bụng mọi người. Nhúng nước mọi người. Rồi miếng tương mọi người. Cái cá già già ngon ngon rồi. Mày rửa ướp rồi ăn mà. Chiều dầm ăn thơm thơm mà. Chiều dầm nhóm rồi hợp dịch mua. Hợp dịch lộn. Đập tưởng không rồi. Thấy là bán mà sợi vịt lộn không tiếng cúc lộn mà không có hấp gà lộn mà ngon luôn rồi, cái sổ chiên giấm đường ngon luôn rồi.
ngô ba chiên hơi mặn sao với ớt không được, ớt nhiều thêm nó không tới mà không đủ đủ chua tại á giấm không à, lúc chiên mà nhiệt độ cao thì như nó bị bay hơi không à, cho nên không có cảm giác nó cường mấy. Giờ giờ ăn luôn rồi, ngon luôn rồi. Ăn cơm giờ ăn cháo được rồi, ăn cháo trắng. Cơm với thảo nó ngon luôn rồi. Rồi với chuối luôn rồi. Vừa dâm vừa héo vừa già nha. Héo già non tên mà. Đây hơi lớn mà. Vẹt. Nhà bên này nè. Hai bé ánh mà không như không quen như dao làm như không đều hay là ít gian mà nhà chúng cái nấu mà thịt ướp vừa ăn mà ăn cơm vừa thịt nạc hay dây dây
âm thanh nó yên lặng luôn rồi, những tiếng con chó đi nhai đều 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 luôn rồi. Được sớm là ăn cái cơm được không mà thịt nướng mặn luôn à, ăn cơm vừa ăn chứ ăn không là hơi mặn. Cứ thật có mỡ ngon cho nướng thịt cầm mà. Ăn hơi bị khô mà. Vả bé béo mà. Bao que mà. Xỏ lá bao que mà. Ngon luôn rồi. Cơm xài cũng ngon luôn rồi. Cơm xài ngon. Em với cái cá sấu này ăn ngon luôn rồi. Cơm. Cộng lên cá luôn rồi. Cơm ngon rồi. Ngon. Chắc có lẽ này hơi đói. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ, khỏe mạnh và được phúc nhiều. Bye mọi người.